Xong hàng nhiệt độ điện xin chào các bác. Em lên sóng giới thiệu với các bác một chiếc máy lọc không khí Sharp dòng 70W, có cái thiết kế rất là đẹp. Đây thì anh em thợ buôn hàng Nhật thì hay gọi là lọc Sharp kim cương. Con này thì có công suất 70W các bác, dùng cho phòng khoảng 50m² trở lại. Được thiết kế nhám hình kim cương này, có đèn báo kim cương rất là đẹp, lại hiển thị cả độ ẩm số đây, báo ion đây. Bọn này thiết kế rất là hay luôn. Ở đây thì em cứ đánh số từ 1 cho đến 5, nói chung hình thức thì nó cũng xem nhau thôi. Còn bác nào thích lấy số nào thì lấy ạ, hình thức thì đại khái là cũng không có gì là khác biệt. Những cái con này hiện tại em đang bán là 2,5 triệu một con. Máy đã được đấu đổi điện 220V. Về phần màng lọc thì con nào màng lọc kém thì sẽ thay mới. Đấy, màng lọc còn zin thì để lại. Khi mua thì các bác nào thích màng mới thì báo thay màng mới ạ. Còn nếu con nào màng zin đẹp thì em để lại. Tình trạng thì cũng xem nhau thôi các bác nhé. 5 con. Cái tính năng thì cũng như về cơ bản, tắt nguồn, bật, lọc không khí bù ẩm, lọc không khí không bù ẩm, đây lọc nhanh, các chế độ lọc, tốc độ lọc khác nhau, nhanh, chậm, rồi trung bình, tự động, chế độ bật tắt đèn ion. Còn cái này là cái gì? Không, cái này là tắt đèn hiển thị đây ạ. Đấy. Thiết kế màn hình rất là đẹp. Cái bọn này thì cái phần này nó là phần không biết là mê cai kính gì, nhưng vận chuyển về cũng nhiều con nó hay bị xước cái này. Nhưng con nào nó cũng vậy. Máy thiết kế khá là đẹp, to, khỏe. Dùng cho phòng khoảng 50m² đổ lại các bác ạ. Giá rất là hợp lý nhé. Giá hiện tại đang là 2,5 triệu. Đầy đủ tính năng lọc không khí, bù ẩm, khử mùi. Đây là phần bình nước. Này, bình nước khá là to các bác ạ. Lần này em về rất là nhiều lọc không khí Sharp để phục vụ các bác luôn. Một cái loạt máy rất là đẹp. Nhà bác nào mà chưa có máy lọc không khí thì mình nên sắm cho mỗi phòng một chiếc. Bọn này nó có cái mã là như này: KC65E5 này, KCWK65 này. Nói chung là nó cũng xem nhau, tên khác nhau thôi. Con này KCWK65, con này KC65E5, KCWK65, chả khác nhau cái gì cả, thấy y hệt nhau. Máy rất là đẹp. Quay đằng sau, sau thì cũng như nhau rồi các bạn ạ, không có cái gì là khác biệt cả. Hiện tại shop đang rất là nhiều các cái máy lọc không khí Sharp, giá cả vừa phải phục vụ các bác. Bán 2,5 triệu các bác nhé, chưa phí vận chuyển, xếp hàng toàn quốc. Xin chào các bác.